Rồi, hello cả nhà, mình xin chào quý cô chú, anh chị, các bạn nha. Nay anh Sáu chở khách ghé chơi cả nhà. Ghé chơi có hai người khách của anh Sáu nữa. Ghé chơi mình ra chòi nấu nướng ăn chơi. Đây, hai người khách này là cũng có xem YouTube mình đó. Người ta thích ra đây ngồi ăn uống chơi. Bên kia bữa nay còn Tết ta nhậu mới nhẹt quá trời, không biết có bị dính bản quyền không đây. Hết Tết rồi đó. À, dưới chị Đào á sao? À, hai bịch, bịch 10 ngàn, hai bịch 20. Đủ rồi, nhiêu đó đủ rồi, nước đá nhiêu đó được rồi. Vẫn là món hàu quen thuộc. Thơm ngon bổ dưỡng. Thơm quá sao rồi, thơm rồi đó. Chưa em mới chở à, để đại vậy này chút xíu nữa. Không kịp. Hấp dẫn, hấp dẫn quá. Chén thì thương quá à. Chén thì cưng không? À, em mới hỏi đó nè. Mua gì bán bánh trăm nhiêu? Ta bán nguyên cây. Cá cá chăm ngoài cái chén là nó nguyên cây. Em ăn mấy lợn rồi đó. Luôn hả? Bên kia người ta sung quá, sung rồi, dỗ nhẹt quá trời cả nhà ơi. Này là cá lóc đồng nha cả nhà, chứ không phải là cá lóc nuôi, này là cá đồng. Cá nuôi ngoài đồng. Trời ơi, ba cây dưa leo anh chồng đang tốt bò cả mét rồi nè. Hôm hôm chắc con chuột chung như đó, chó nó bươi banh chân luôn. Chết queo rồi đó. Bên kia nó hát chưa đủ mệt sao giờ tới 7 nữa vậy? Rồi, làm gì vậy? Hát chơi hay làm gì vậy? Sáu đem đi sửa, anh Sáu chạy ra chợ cái về. Rồi bỏ lên luôn. Bỏ ngoài ghìa đi rồi kéo vô. Rồi đậu lên cái là phải dễ luôn. Này chín rồi nè, mình lấy đồ mình đậy lại. Chờ lúc ra chờ khô á, hay có rùi. Ờ lá chầm ruột. Cố gắng làm giàu á. Mua được có nửa ký tôm xong à. Mua được cái nhiêu đó hết rồi. Lột mẹ luôn đi. Ờ, cái wheel nó đẹp dày nè mà không chịu. Như bước lên nửa bước coi. Đó. Nửa bước rồi. Thấy chưa, vô khung liền. Là nãy giờ mình nằm lệch khung đó. Phải chỉnh sửa rồi nó kéo mà vô. Trời ơi, đâu có cái wheel đẹp ghê không. Cái áo bữa nay mấy cái áo này mà tao chiều về đừng có giặt nha, để cuốn lên để giặt đầu nằm tối hửi thơm lắm. Gà hái bắp cả nhà, coi trái bắp chín. Con Sáu đang ướt hả? Ờ, đang ướt. Chừng gớt cho hồ cá em nha. Bậy rồi bà không à. Cái làm gì nữa, thôi tôi lấy cá lên, tôi muối thì nướng luôn á.
bậy không. Dạ, hai cái bắp. Cái cây mà cái trái đỏ đỏ. Không phải. Rồi cắt mới rau găm không? Không rau găm nhóc rồi. Muốn ăn thì cắt thôi chứ nhóc hết trơn. Rau găm của mình hồi nãy đủ không? Khổ quá. Ê chị hái nha. Hái đi, bẻ đi. Để đại vô nhà. Ừ, đúng rồi đó. Được ba trái. Ba trái ăn được. Nè, còn trái hơi khô khô bên đây nè. Đó. Nè, mấy hả? Đúng rồi, nó đó. Ê, bẻ bắp sao dễ quá vậy, làm gụp vậy trời. Hả? À, vài bữa đi cao nguyên cho sáu lên chỉnh bẻ bắp. Bẻ mũi tay luôn. À, đặt xuống nó làm gụp nha. Rồi hãy vô nướng luôn. Cái đó mà hồi nướng ở dưới than á. Mà hồi nướng trực tiếp luôn. Khỏi. Cắt cái đít cho nó gọn gọn thôi. Dưa leo nè, hái luôn đi. Ừ, dưa leo nhóc chưa sao? Cá mấy bé cá điêu hồng. À, dưa leo đẳng con mớ được rồi sao sao? Nghe tay anh chỉ nè. Cái đầu bự rất nhỏ. Cái này nó hơi xấu, nó muốn tàn rồi sao đây? Ờ, trong cùi vàng nó còn đeo nữa nè. Ừ. Đeo nó ăn hư chưa? Đâu còn dây nào nó nghe. Còn đằng kia. Phía trong à. Kìa, cái trong trống kìa. Cái này chắc buộc dây à. Đó, đi vô đại đi. Khô quá à, chiều tưới nước mới được. Thì đó đó, chùm đó đó. Cái này để lại ha. Cái nào? Thôi cái đó nhỏ để lại sắp mai mốt anh. Cái đó bé quá đâu có gì đâu anh. Hương dương cái bồng quá trời bự. Hết rồi sao rồi? Chiếc này bầu với mướp nhóc hết trơn luôn anh. Bầu trái con đầy chứ. Dễ sợ luôn á trời. Nó bị giờ tới nướng tôm. Tôm sông nhiều cỡ. Này là tôm sông tôm tự nhiên á. Tôm sông tôm tự nhiên. Khô mới à. Khô cá khoai. Khô mực. Đen như mực. Khô cá đuối. Đuối như khô cá đuối luôn nè. Đuối như trái chuối luôn. Đen đuối luôn. Cho em cho miếng khói vô cho nó sinh động. Nè, chuẩn bị nè. Phù quạ quá. Khô cá khoai, khô cá hố hả? Khô cá khoai. À, cá hố, cá dẹp. Ừ, con này là khoai. À, khô cá đuối này bóp trong lá chuối nó mới mềm. Nó mới ngon được. Ừ. Nghe người ta nói gì đó. Hay là do lá chuối nó còn xanh, mình bỏ vô bóp cho đỡ nóng, không biết. Đúng rồi. Không biết nữa, trước giờ ta kêu gì đó. Dạ, hai hùng canh hú qua nữa hả? Trời ơi. Hết Tết rồi ăn cho khổ nó qua nữa hả? Để cho nó nguôi nguôi xíu giờ nóng lắm. Để nguôi nguôi chút đi. Bảy mới lấy ra mà nóng lắm. Khô gì đây? Khô mực phải không? Tới đâu rồi? Tới đâu rồi? Rồi bỏ hai cá đi rồi nướng đậu bắp. Vậy để đó đi hơi hơi được rồi. Ừ. Hai cá làm nóng rồi. Mấy cái bắp này nướng sao? Cá này giờ làm nóng lại cái là ăn thôi. Chứ mấy trái đậu bắp. Này cá lóc đồng. Nướng cái thịt nó gáo quảnh à. Cái này mày lật sớm là kia mày thua đó. Chung ơi con qua lấy ly bỏ đá vô đi Chung. Rồi xong, xong chưa? Rồi từ từ hôm nay chính thức bắt đầu. Chung pháo. Chưa bỏ đá vừa đốt pháo nữa. Ủa vậy hả? Rồi, rồi hai đứa ngồi ngay đó luôn. Ừ thơ ngồi ngay đó luôn, gần như ngồi kế luôn. Hai đứa ngồi đây luôn. Đó, rồi kế luôn. Nấu mà gù cũng còn.
Dạ nó chưa đi ngủ, 6 giờ rưỡi nó đi ngủ nay. Trời vừa khô mà vừa có mùi hải sản, mùi khô nè. Đưa cái ly đó cho bà con đi làm uống kìa. Trời ơi, uống thiệt hả? Ờ trời ơi, nói rồi hay là... Ô, làm rồi, ông hút đâu? Không có, ông hút đây con ơi, như chậm thôi. À, thôi đi, để uống đây đi rồi, để cho mẹ. Dạ đây ơi. Dạ thôi nè. Dạ đây ơi. Trời ơi, chị Nam đâu, chị Nam? Chị Nam đi ra nhà ai mà ai đúng. Chung chung lấy ly rồi. Thôi không chữa đâu. Tôi có cà phê đây ha. Đó, nhỏ bự nhé. Rồi con lấy ghế ngồi con. Cái nào ngoài đụng với con ơi. Để ta đụng vậy. Vậy rồi chưa? Mẹ bị năm 76 rồi á. Năm lắm hả? Ờ giờ mình vô đây nhỏ. Chúc năm mới được nhiều sức khỏe, tất cả tất lộc cho. Dạ. Rồi vô uống ly rồi đó. Dạ. Hai chị em mình uống ly. Hai đứa. Cho. Happy New Year. Rồi Happy New Year nha. Ok. 1 2 3 go. Thôi để người uống trước cũng sao để gì. Đâu có lấy thêm cái ly nữa, lấy thêm cái ly nữa. Đám cưới mà hai người uống chung ly quý vị. Dùng thôi. Dạ dạ. Tôi ấm nào quên rồi. Không chị. Còn gì? Không uống cuộc cần nha. Uống cuộc cần. Đây đây. Đây 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 để con lấy cái ly này gót ra mỗi người ly uống nó dễ. Uống ly à? Hả? Uống ly rồi nghỉ. À uống ly rồi nghỉ à? Uống rồi. Nước mông. Rồi bỏ tư rồi nè. Uống nè. Rồi đi. Trả ly lại nè. Bắp có chia lại làm lay bắp. Cho bẻ. Không vô rồi. Dạ dạ, em nướng ba cái bắp này. Xem như đũa. Đúng rồi. Thôi tiên thôi. Ăn đi hai đứa ăn đi thôi với Như nè. Chia dĩa đồ bắp lại làm đây thôi. Ớt. Đồ bảy hai ớt là nào hay á. Cái trời của nó giống như là cái quán tung mà ở ở bên nhà xưa á thằng. Trời đó hình đẹp lắm. Dễ thương. Hôm trước tụi em đi ăn, tụi em chấm bao nhiêu giống vậy. Nè nè. Nháo. Dạ. Chơi đây chung. À, ly bốn nè. Chung. Chung. Tụi con vô. Tốt hả? Dạ, tụi con uống hết ba luôn nè. Mới về. Cái ly của tiền nãy đi đâu? Sao? Con uống sáu hả? Không có cái ly này. Ủa, con này cái ly nãy của cô. Ủa, nửa ly hả? Ừ. Nó bỏ gì cho nó gọn, đem vô cho mấy đứa cô nhỏ. Có được bông mè khô với cá lóc thì chấm bông mè nha. Bông mè nghe chị nè. Bông mè là cái... Đếm rồi. Dạ dạ, em vô. Dạ, em vô. Dạ, em vô. Ôi. Có cả lên con không? Không, em đi về luôn. Rồi, cúp đúng rồi, cúp đúng rồi. Chứ để về chuẩn bị nữa, tới tối rồi các bạn. Tám làm gì ghé nghe luôn. Tết vui vẻ hả em? Dạ. Tám làm có thể gì đây luôn. Dạ. Ăn lên rồi. Đi đi. Bây giờ giao thông rồi mình nghe nó không có nghe đấy. Giờ thấy hồi đi phải bây giờ dẫn đường giờ nguy hiểm quá. Bây giờ cái dò để làm bây giờ mà kiểu nó cái ngõ không thấy ngoài hiểu thôi ở ngõ đi con ba con mà cái mẹ người kiệt tới viện là quốc trước rồi. Ta chỉ nghĩ được bữa mùng và mùng bốn đó là không có nhậu hơn. Còn như là bữa ba mình tới mà nước lọc gì đó. Từ nước lọc con. Bữa nay hẹn vô nhậu chị ta. Dạ anh chị chừng nào đi? Từ nữa. Đó. Dạ. Vô nè, vô. Vô. Ờ. Thôi sao mà không vô cái kia cho bạn. Vô. Ủa? Đông còn không? Đây quay quay dưới ngoài. Ủa chung không đi đâu sao giờ đủ con? Đâu rồi. Ờ vậy ha.
ra ngay rồi. Nó lắp thế trước. Hôm qua đuối chưa hả? Cả giờ luôn này. Trời ơi, ở bên qua bên bển kia còn nhắc cưng. Màu vàng bữa nay chứ để vô tủ lạnh đậy cho mất á. Trời đất. 666. Con xin tấm hình nha. Thả tím, thả tím. Tươi tươi không? Tươi không? Rồi rồi nha, điểm nha. 1 2 3. Mất hơi không chạy vòng vòng chắc chứ. Học sửa luôn. Hôm nay đi sửa xe. Hôm nay quần áo đi sửa xe. Rồi xong gắn cái sim chỗ cái bếp phun cắm vô á. Rồi mở tè le, đây mở tè le chưa? Rồi gắn vô cái bom xăng nó bắn tùm lum đó nha. Tháo không có sim nó tét. Bạn thấy nó tháo mà phải có dấu tháo lực cho nó. Nhờ những chiếc xe làm như. Ở đây nó bụng như chú, bụng tự như vậy. Cái hào đó sao sao chèn miếng nước mắm vô ngon lắm. Cái chén nước mắm này nè. Nè cái chén nước mắm đó. À. Nào uống xong rồi trả lại liền nha. Để chị coi có cái nào chín gì cho Mỹ được đó. Cái đầu tiên là Mỹ. Giá chạy dầu đầu tiên. Giá sát hả? Giá. 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 Giá luôn năm ơi. Chị năm mới lượng tới lượng lưu ngoại ta. Với lại nó mở mới lạnh á. Hú hí rồi phải giọt liền mới được chứ. Dạ chị. Bây giờ nó đi sao? Về. Vô đây Năm ơi. Đứng ở đây là lấy đồ quạt gùi. 160.000 cái. Đẹp hơn mới biết. Hai một cái. Bây giờ anh cái đi ghe nó biết thật chứ không có ghé. Tè hướng đầu tiên đi. Vô mấy đứa cơ. Đấy, tao tính là hai lon. 2 3 vô. Có cái chịu đây vô đi. Đâu rồi đó. Nước không hả? Chị Năm chết chị lần này. Đi ghé buộc heo. Ừ. Thì đấy, chị buộc heo. Về là buộc buộc dưỡng. Mấy anh Năm á. Mà nó về cũng không dưỡng. Như vậy nó có cái điều vui. Bởi vậy vậy em không vô. Bởi vì cái thảo biểu vô. Bán đây cái bộ kiến em cho mình nào cho có truyền thống rồi. Bây giờ mình vô thì là khách. Rồi người ta cũng ngại giờ. Tết là chỉ mừng chủ với ông bà này kia. Mấy rất là kêu mà. Cái ấm cúng của cái cầu không đúng. Em sao này em đổ về dê với bò nhiều. Để vô đây. Tôi đưa em, cảm ơn em. Cái bóc tay nha. Mua cái xịa này được nè. Em mua 184 cái. Được hả? Có rẻ dữ vậy. Dạ từ bự tới nhỏ đó. Bỏ cái dừa vô lên bỏ cái muối vô lên xương nha. Nó chỉ mấy món đồ này. Rồi rồi em vô liền. Quá kìa chị Năm. Anh Năm vừa tới. Dạ thưa cha con mới về. Ừ. Thưa má con mới về. Chào hết. Dạ. Chào anh chị em. Tao chào đi con. Chào bà già. Dạ ông thưa. Dạ. Dạ con đi nơi này đâu có tốt. Tại vì đi kiếm vợ. Dạ 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 vô đây, vô đây Năm ơi, trong đây nè, đây, trong đây có rồi. Cảm ơn rất nhiều. Vô chị Năm ơi, vô chị Năm ơi, để hàng. Con Duy với Tiến này, vô Năm ơi. Đại diện Năm đi, một. Vô, lấy mọi nó đi. Ăn đứng đi, ăn miếng đi. Con bay ra sau lưng khổ. 2, 3, vô. Vô. Ly nước, có ly nước nào đó. Vô anh Năm. Năm á, không rồi. Không nước, có anh Năm ly xong rồi, em uống đi. Cô không, cô lấy cô luôn. Anh đang ly xong đưa em uống đi kìa. Dạ dạ đứa vô chấm vô. Cảm ơn.
thử con hào trong năm thử món này em mới làm thử món nước chấm mới mới của kêu nè chan vô mỗi mỗi ăn một miếng rồi à, món này món lạ đó đó là đứa luôn hả bảy giờ luôn hả dạ đúng rồi ăn vô cái miếng miếng đi anh thôi đúng rồi chan lại em cho anh chưa đây đây sao anh cho năm miếng rồi đây đây cũng đưa đi đó cũng hào nãy giờ chưa lấy hả? Hào nướng chín. Quá nè. Biết luôn hả? Ăn hào chưa rồi á? Nói là ngay chóng không à? Xuống nãy giờ có một ly mà. Dính cái cối. Giờ đi vòng quanh kia thì qua chứ mà. Nãy nó nóng mà mới ngon. Hay quá. 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 Chút thì dính ngay đi con ơi. Rồi đậu đậu quốc gia phải không? Dạ. Nó có 15 tuổi rồi. Đó không lẽ là lái xe của ông thì mình ở đây đổ ở đây luôn nha. Chút xíu gì. Ờ đó là xe trong nhà. Quản lý bằng bà con với ông Trần Văn Ngư. Cái này chơi trên con đường đó. Dạ. Tuy nhiên mình gánh của bài rồi cái ông 12 đó là ổng ngon như tiền món mới thì ngon như cần nhật cái gì đó hồi đó ở cầu kè đó thiếu được rồi em chết rồi để sao để phanh bánh tét của đó rồi tắt những cái mắm này chả bây giờ cuối thì năm đưa không ăn đỡ ăn thử cảm ơn mua mà vậy có dây đó còn cái gì đó vô như anh Huy cái đám gì cái hồi dâu giống như mình làm là làm nước mắm gì trong cái bắp đậu bia đó đi cho tiền nè tỏi hành vô cho thơm cái chế cái nước mắm vô cái này so với thơm nào mà thằng mấy cái đó mình tham nữa hiểu rồi bò kìa chả bò đó vậy chứ phải bò đó gót ly rất là chút nghệ nhân duyên cái đó là nhân duyên đủ nhân đủ ai được được chồng hoài rồi thôi mình cũng xin kết thúc video chào tạm biệt cả nhà cảm ơn cả nhà ủng hộ và xem video của mình nha 10 đồng 20 đồng nó mua tay lớn gì vậy nè uống cà phê phải phải Ủa hồi nãy nào không được giờ ăn được chưa sao? Hồi nãy nào không được giờ ăn được chưa? À chín chín cái đặt đặt cái trồng đỏ ha. Nó dẻo dẻo vậy đó mới ngon chứ chín quá ăn nó dở. Dạ dạ. Hai đứa chơi với anh đó. Không, vậy hôm nay mình cũng lâu rồi. Khi mình mua về đến nay lâu rồi. Rồi thôi mình vô ngồi với anh em chơi chút cả nhà. Tạm biệt cả nhà. Vô. Cái gì vậy nào? Trời đất ơi. Nè, năm khí để vô con. 1 2 3 vô. Có cần xin hình nữa không? Dưới này tới gom lên con út nha út. Em đâu vô nè? Vút tóc cái cây. Tém lên. Phải điếm nha, mới quay mặt cười cái chụp tiền nha. Khoan nha, bảy bảy xích đưa mặt xích ra đây. Rồi mọi người cứ giữ nguyên đi, anh Năm cứ giữ nguyên bình thường đi. Khoan nha, để kiểm tra coi thấy đầy đủ chưa?